Phát biểu từ vườn hồng của Nhà Trắng, đệ nhất phu nhân Melania Trump tìm cách thuyết phục người Mỹ rằng chồng bà xứng đáng với nhiệm kỳ thứ hai. Bà nói đến mối quan tâm chính của cử tri. Donald sẽ không ngưng nghỉ cho đến khi nào ông làm tất cả những gì có thể để chăm lo cho tất cả những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch khủng khiếp này. Ngoại trưởng Mike Pompeo phát biểu từ Jerusalem phá vỡ quy tắc của nhân viên Bộ Ngoại giao là tránh các hoạt động đảng phái công khai khi đang công tác ở nước ngoài. Tổng thống đã chuyển đại sứ quán Hoa Kỳ đến thành phố của Chúa, Jerusalem, thủ đô chính thức của quê hương người Do Thái. Ông Pompeo nêu bật tuyên bố mới đây của Tổng thống Trump về việc bình thường hóa quan hệ giữa các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Israel, một hiệp ước bị người Palestine bác bỏ. Ông cũng nhắc nhở cử tri về chủ nghĩa nước Mỹ trên hết của Tổng thống Trump. Chúng ta sẽ tiếp tục thấy những gì mà nhiệm kỳ Tổng thống của ông Trump xem là chiến thắng của họ được đánh bóng. Và tôi nghĩ sự xuất hiện của ông Pompeo ở Jerusalem có lẽ là thành tựu lớn nhất trong số đó và cũng đồng thời lôi cuốn những cử tri thực sự quan tâm đến Israel. Tiếp theo bài phát biểu của anh trai Donald Trump Jr. hôm thứ Nhất, hai người em là Eric và Tiffany đêm qua cũng đề cao những thành tựu của cha mình. Tối qua, Tổng thống Trump một lần nữa lại xuất hiện từ Nhà Trắng, phá vỡ truyền thống của các ứng cử viên Tổng thống trong quá khứ, đó là cho đến đêm cuối cùng của đại hội mới xuất hiện. Bất chấp các chính sách cứng rắn về nhập cư của mình, Tổng thống Trump đã chứng kiến lễ nhập tịch của 5 di dân, thêm một sự kiện đầu tiên nữa trong lịch sử đại hội. Các bạn đã nhận được vật sở hữu vô giá, vô cùng trân quý, quý giá nhất mà không nơi nào trên thế giới có được, đó được gọi là quốc tịch Mỹ. Trong khi các cựu tổng thống Barack Obama, Bill Clinton và Jimmy Carter phát biểu tại đại hội của đảng Dân Chủ tuần trước, cựu tổng thống đảng Cộng Hòa George W. Bush không dự đại hội tuần này. Ông và người cha quá cố, cựu tổng thống George H.W. Bush, cũng đã không dự đại hội đảng Cộng Hòa năm 2016. Điều này nói lên cuộc cách mạng trong đảng mà ông Donald Trump đã tạo ra 4 năm qua. Ông ấy đã thay đổi đảng Cộng Hòa sâu rộng hơn bất kỳ người nào khác kể từ thời Ronald Reagan. Phó Tổng thống Mike Pence theo dự kiến sẽ phát biểu nhận đề cử tối nay, thứ Tư 26 tháng 8.